mừng các bạn đến với kênh công nghệ DLD. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một phần mềm hiển thị FPS và các thông số GPU, CPU, RAM trên màn hình khi chơi game. Đây là một phần mềm của MSI và mình xin giới thiệu cách tải và cài đặt. Các bạn vào Google Chrome, gõ cho mình MSI Afterburner. Các bạn click vào trang chủ đầu tiên. Các bạn lăn chuột xuống và click vào Download Afterburner và ấn Start Download. Mình đã tải về máy rồi thì mình xin dừng bước download này. Các bạn vào file tải về và tiến hành cài đặt. Click như bình thường. Ấn OK, Next. Ở phần này thì các bạn ấn Accept, Next, Next. Và đến mục này thì các bạn sẽ tùy chọn lưu ứng dụng Afterburner vào phần nào của ổ đĩa và Next để cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có phần mềm Afterburner ở desktop như thế này. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt như thế nào để có thể hiển thị thông số lên màn hình khi chơi game. Các bạn tiến hành vào phần setting, ấn vào tab monitoring. Với GPU temperature là các bạn hiển thị nhiệt độ. GPU usage nghĩa là hiển thị phần trăm sử dụng của các ứng dụng. Để hiển thị FPS thì các bạn kéo xuống dưới và chọn vào phần frame rate, click chuột vào và ấn show on screen display. Để hiển thị RAM, các bạn vào phần RAM usage và chọn show on screen display. Để hiển thị nhiệt độ của CPU, các bạn chọn vào phần CPU temperature và ấn show in on screen display. Ấn OK. Sau khi đã hoàn thành các phần cài đặt, các bạn vào game để trải nghiệm. Như các bạn có thể thấy thì sau khi cài đặt thì mình đã có bảng hiển thị GPU, CPU, RAM và FPS. Video của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào trong video lần sau.